Thưa, xin trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được rất nhiều người theo dõi, và khi Hương Thơm bỏ lên Facebook thì ai cũng khen là và cảm ơn các bác sĩ đã đóng góp những cái kiến thức và những thông tin quan trọng để chúng ta cập nhật những cái tin mới, tại vì y khoa lúc nào cũng có những cái thay đổi và những cái cập nhật luôn luôn, nên quý vị rất là thích chương trình này. Và chúng tôi đang nói chuyện với một trong những bác sĩ trẻ chuyên về khoa tim mạch can thiệp, đang cộng tác với bệnh viện Oncos, đó là bác sĩ Đan Lê, có văn phòng ngay trên trong khu phố Bosa, nằm trên đường Bosa góc Bouchard, và số điện thoại rất dễ nhớ, xin quý vị ghi lại là 714-714-0075, 714-714-0075. Và đề tài ngày hôm nay bác sĩ Đan Lê gợi ý là chúng ta nói về bệnh dung tâm nhĩ, tiếng Mỹ mà tiếng Anh gọi là AFib, nó ngắn thôi. Và chúng tôi đang nói về triệu chứng của bệnh này, vừa nói là những triệu chứng là cảm giác tim đập nhanh, mệt mỏi, khó thở, chóng mặt và đau ngực, mà nhiều khi cũng bị xỉu, phải không bác sĩ? Dạ. Vậy chẩn đoán làm sao chẩn đoán được bác sĩ? Dạ. Trước khi chúng ta nói về chẩn đoán, chị Hương Thơ, cái triệu chứng của rung tâm nhĩ đó, giống như vừa trình bày cho quý vị, thưa quý vị, đôi khi có những người họ không có triệu chứng gì cả, và khi mà họ đến bệnh viện đó, họ đó là phát hiện cái biến chứng của họ rồi, đó là gọi là stroke hoặc đột quỵ, quý vị. Đôi khi cái triệu chứng đầu tiên của họ xuất hiện là stroke và đột quỵ rồi, chị Hương Thơ. Nguy hiểm quá. Rất là nguy hiểm. Xin lỗi chị Hương Thơ, câu hỏi chị hồi nãy. Bác sĩ chẩn đoán là như vậy. Thưa chị Hương Thơ và kính thưa quý vị, khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng về rung tâm nhĩ thì bệnh nhân đi khám bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tim, thì lúc đó thưa quý vị, bác sĩ đó sẽ hỏi tình hình bệnh sử và khám bệnh cho quý vị để xem cái khả năng quý vị bị rung tâm nhĩ có cao hay không. Và sau khi gợi ý là bệnh nhân bị rung tâm nhĩ, chị Hương Thơ, bác sĩ sẽ, trước tiên bác sĩ sẽ làm cái điện tâm đồ gọi là EKG, chị Hương Thơ, 12 chuyển đạo để xem cái sóng trong tim chúng ta ra sao, chúng ta có bị nhịp tim chúng ta bình thường hay là bị rung tâm nhĩ. Nếu mà lúc đó mà bác sĩ không thấy là rung tâm nhĩ trên cái điện tâm đồ đó, thì bác sĩ sẽ đưa cho bệnh nhân, chị Hương Thơ, gọi là Holter monitor. Holter monitor, thưa quý vị, là bác sĩ sẽ gắn cái máy theo dõi nhịp tim cho quý vị ở ngoài da quý vị, để theo dõi nhịp tim quý vị trong vòng 1 ngày đến 3 ngày để xem, giống như cái EKG vậy quý vị, nhưng mà cái này là nó kéo dài hơn, liên tục, giống cái điện tâm đồ quý vị, kéo dài liên tục trong vòng 1 ngày đến 3 ngày để xem quý vị có bị rung tâm nhĩ hay không. Và nếu mà quý vị bị rung tâm nhĩ, ngoài rung tâm nhĩ ra, quý vị có bị những cái rối loạn nhịp tim nào nguy hiểm nữa không? Và có những bệnh nhân, chị Hương Thơ, trong khi mình theo dõi nhịp tim trong vòng 3 ngày cũng không phát hiện rung tâm nhĩ gì cả. Nhưng mà khi chúng ta vừa gỡ ra xong đó thì bệnh nhân có triệu chứng. Lúc đó bắt đầu bị rung tâm nhĩ, là lúc đó chúng ta có thể bỏ qua, tại vì 3 ngày trước không bị. Mà khi đó tháo máy rồi thì bệnh nhân lại biểu hiện triệu chứng rung tâm nhĩ. Vậy họ phải đeo máy trong một thời gian, về nhà họ phải đeo luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hương Thơ. Bởi vậy có những bệnh nhân mà như vậy đó, thì chúng ta phải đeo cái máy dài hơn, nó gọi là event monitor. Event monitor, thưa quý vị, thì chúng ta có thể đeo một tuần đến một tháng, thưa quý vị. Thì khi đó, thưa quý vị, khi nào quý vị, khi mà đeo máy chữ Hương Thơ, khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng về hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là mệt, hoặc khó thở, hoặc là đánh trúng ngực, thì chúng ta sẽ bấm cái nút. Thì lúc bấm cái nút chữ Hương Thơ thì cái máy đó sẽ record cái nhịp tim của quý vị luôn, để xem, để bác sĩ đọc xem quý vị có bị rung tâm nhĩ hay không. Mà có những trường hợp khó nói chuyện thơ, đôi khi mình đeo cái máy một tháng trời cũng không phát hiện ra rung tâm nhĩ nữa. Và thưa quý vị, y khoa càng ngày càng tiến triển, với những thiết bị và máy móc rất hiện đại, chúng ta có cái máy rất là nhỏ, giống như cái đầu cây đũa chúng ta ăn cái gì bình thường, nó ngắn vậy thôi mà nó nhỏ như vậy, mà chúng ta ghép dưới da, thưa quý vị, ghép dưới da chúng ta, cái thủ thuật dưới da đó. Cái thủ thuật đó rất là nhẹ nhàng, chị Hương Thơ, khoảng 5-10 phút thôi, ghép dưới da, thì cái nó gọi là loop recorder, tức là chúng ta theo dõi nhịp tim liên tục trong vòng 2 năm đến 3 năm, liên tục 2 năm đến 3 năm, để xem quý vị có bị rối loạn tâm nhĩ hay không, rung tâm nhĩ hay không.
Thưa chị Hương Thơ, khi mà cái bệnh mà rung tâm nhĩ đơn thuần của nó đó, nó không nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta nhiều. Nhưng mà cái rung tâm nhĩ mà cái biến chứng của nó đó dẫn đến hậu quả rất là nặng nề cho sinh mạng của chúng ta, đặc biệt là biến chứng về bị stroke hoặc đột quỵ. Vâng, bác sĩ Gia Tỉ, mà mình có những cái nguy cơ cao như là trong gia đình có bệnh tim và thế này thế kia, thì uống rượu, uống thuốc lá thì mình có thể mang cái máy monitor đó để mình coi mình có bị rung tâm nhĩ hay là mình phải có triệu chứng mình mới đeo cái đó? Đa phần chị Hương Thơ, nếu mà bệnh nhân tuổi tác càng ngày càng cao, trên 60 tuổi, và đặc biệt có những yếu tố nguy cơ, ví dụ như là uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều, cao máu, cao mỡ, tiểu đường và tiền căn gia đình bị rung tâm nhĩ hoặc rối loạn nhịp tim, hoặc bệnh nhân bị suy tim, bệnh động mạch vành hoặc những bệnh van tim, và kèm theo quý vị, kèm theo nếu vị những bệnh nhân đó có những cái triệu chứng gợi đến rung tâm nhĩ, nhưng chúng tôi vừa trình bày với quý vị là hồi hộp, cảm giác hồi hộp lúc nghỉ ngơi cũng hồi hộp, đánh trúng ngực, nhịp tim cảm giác đập không đều, mệt, khó thở, hay dễ bị say sẩm mặt mày, những cái triệu chứng điển hình chị Hương Thơ, thì lúc đó mới đeo máy để theo dõi nhịp tim để xem quý vị có bị rung tâm nhĩ hay không. Vâng, vậy có các cái sự xét nghiệm nào như mình xét nghiệm máu để có biết không bác sĩ? Thường chị Hương Thơ, khi mà xét nghiệm máu á, thì chúng ta gợi ý những cái bệnh mà có thể dẫn đến rung tâm nhĩ, giống như chúng ta bị bệnh cường giáp chị Hương Thơ, bị cường tuyến giáp đó, thì chúng ta xét nghiệm máu thì chúng ta bị cường tuyến giáp, thì đó là một trong yếu tố nguy cơ dẫn đến rung tâm nhĩ. Vâng, vậy như thế sau khi mà mình chẩn đoán mình biết mình bị rồi thì phương pháp điều trị như thế nào ạ? Dạ, cái phương pháp điều trị thường chị Hương Thơ là có 3 phương pháp điều trị chính. Là cái quan trọng nhất á, là chúng ta phải phòng ngừa cái biến chứng nặng nề nhất của rung tâm nhĩ là dẫn đến bị stroke hoặc đột quỵ. Tại vì thưa quý vị, khi chúng ta bị rung tâm nhĩ thưa quý vị, thì cái tầng trên trái tim của chúng ta gọi là tâm nhĩ, bình thường nó sẽ co lại, tâm nhĩ sẽ co bóp như bình thường quý vị, mà khi gọi là rung á, thì nó rung nó không có bóp. Tầng trên sẽ rung như vậy thôi, và cái nhịp nó bóp không có đồng đều, nó loạn nhịp, dẫn đến dễ hình thành tích tụ cục máu đông ở trên tầng trên tâm nhĩ đó, dễ hình thành cục máu đông trên tầng trên. Và khi mà cục máu đông trên tâm nhĩ hình thành, chị Hương Thơ, nó sẽ theo dòng máu lan lên não chúng ta, dẫn đến tắc nghẽn đường mạch não chúng ta. Đó là lý do sao chúng ta bị stroke thưa quý vị. Bởi vậy những bệnh nhân bị rung tâm nhĩ, và chúng ta theo cái thang điểm gọi là thang điểm là chest vascular score, chị Hương Thơ, chest vascular score là những người nam á, nếu mà cái thang điểm chest vascular score trên 2 điểm, và những người phụ nữ thưa quý vị, những người phụ nữ là cái thang điểm chest vascular score từ 3 điểm trở lên, thì khi đó bác sĩ sẽ bắt đầu cho quý vị uống cái thuốc và gọi là thuốc loãng máu để phòng ngừa cái đột quỵ cho quý vị. Cái thang điểm đó là khi quý vị khám thì bác sĩ sẽ tự tính xem quý vị có điểm cao hay điểm thấp. Điểm càng cao á, thưa quý vị, thì yếu tố nguy cơ chúng ta bị stroke càng cao. Thì lúc đó bác sĩ sẽ ước lượng và bác sĩ sẽ cho bệnh nhân thuốc loãng máu để phòng ngừa đột quỵ sau này. Và cái điều trị tiếp theo, chị Hương Thơ, là chúng ta phải cố gắng làm sao control cái nhịp tim của bệnh nhân, dạ, là trở thành nhịp xoang thì càng tốt. Thì lúc đó thưa quý vị, chúng ta sẽ xài thuốc ức chế, thuốc chống rối loạn nhịp tim. Và cái bước thứ 3 thưa quý vị, chúng ta phải control cái nhịp tim của bệnh nhân rung tâm nhĩ cho đập trong tần số điều trong tần số cho phép từ 60 đến 100 thưa quý vị. Tại vì khi chúng ta nhịp tim chúng ta đập nhanh lâu ngày thưa quý vị mà không control được đó, dẫn đến chúng ta bị suy tim, chị Hương Thơ. Bởi đó là ba phương pháp chính để điều trị bệnh nhân bị rung tâm nhĩ. Còn khi nào mình dùng catheter ablation đó bác sĩ? Thì khi mà chúng ta bị rung tâm nhĩ, chị Hương Thơ, đó là phương pháp điều trị bằng thuốc. Còn khi mà chúng ta bị rung tâm nhĩ, chúng ta có thể chuyển nhịp tim bằng chúng ta sóc điện bệnh nhân. Sóc điện bệnh nhân rất là ngắn để chuyển nhịp thành nhịp xoang. Và thưa quý vị, với phương pháp hiện đại, chúng ta có thể làm ablation. Là chúng ta bỏ một cái catheter rất là nhỏ, thưa quý vị, một cái ống rất là nhỏ thôi. Chúng ta đi bằng cái đường tĩnh mạch, đa phần chúng ta đi bằng cái đường tĩnh mạch ở dưới đùi chúng ta lên thẳng trái tim của chúng ta, và chúng ta thấy những cái phần nào mà tạo ra cái xung động về AFib, chị Hương Thơ,
chúng ta sẽ đốt cái những cái phần xung điện đó. Và kính thưa quý vị, cái khả năng thành công khi mà chúng ta ablation hoặc chúng ta đốt cái AFib á, thì khả năng thành công chúng ta cao hơn 90%, thưa quý vị. Bác sĩ có làm phương pháp đó không, bác sĩ? Thường chị Hương Thơ, cái phương pháp mà ablation đó là những bác sĩ mà chuyên khoa và gọi là EP đó, electrophysiologist đó, thì họ mới đốt về cái ablation đó. Vâng. Còn khi nào mà cần đến phẫu thuật thôi, bác sĩ? Khi nào cần phẫu thuật? Phẫu thuật chị Hương Thơ khi là khi bệnh nhân bị, ví dụ bệnh nhân bị rung tâm nhĩ và chúng ta khi chúng ta mổ những cái bệnh van tim chị Hương Thơ, thì lúc đó chúng ta cùng một lúc đó quý vị, chúng ta gọi là Mace procedure, thì chúng ta sẽ là những cái thủ thuật đó cùng với van tim luôn, nó gọi là Mace procedure để phòng ngừa những cái mảng cục máu đông trong cái cái tâm nhĩ chúng ta, và chúng ta sẽ cột luôn cái nó gọi là left atrial appendage xuống chị Hương Thơ trong lúc mổ. Thì cái đó là phải giới thiệu qua bác sĩ như Tuấn Lâm phải không ạ? Dạ đúng rồi chị Hương Thơ. Tuấn Lâm về giải phẫu tim mạch. Dạ. Vậy khi mà mình bị AFib thì mình không nên làm gì và có nên tập thể dục không ạ? Dạ. Khi mà bị AFib và chị Hương Thơ, mà khi mà cái nhịp tim chúng ta control rồi đó, thì chúng ta nên tập thể dục. Tại vì khi mà thưa quý vị, chúng ta tập thể dục điều đặn đó, thì nó sẽ làm giảm yếu tố nguy cơ của AFib sau này. Và kính thưa quý vị, chúng ta tập thể dục á, chúng ta chỉ cần đi bộ thôi quý vị, chúng ta cần đi bộ khoảng 45 phút mỗi ngày trở lên, đó là tốt cho trái tim rồi, và nó giảm yếu tố nguy cơ về AFib sau này. Và cái chế độ ăn uống chị Hương Thơ, nếu mà chúng ta uống nhiều rượu đó, thì chúng ta uống ít lại và hạn chế rượu và hạn chế những thuốc chất kích thích, như ví dụ như là cà phê. Đó là những chất kích thích làm chúng chất kích thích là bị rung tâm nhĩ đó. Bởi thưa quý vị, khi chúng ta uống cà phê, chúng ta uống vẫn vừa phải thôi quý vị, đừng uống nhiều quá. Và uống rượu cũng vậy quý vị, chúng ta phải uống ít thôi, đừng nhiều quá. Đừng uống energy drink, đúng là energy drink. Energy drink cũng làm kích thích tim mạch đó chị Hương Thơ. Vậy là mình nên tập thể dục, những cái thể dục nhẹ nhàng như bơi lội cũng được phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi chị Hương Thơ. Bơi lội, đi bộ, làm việc nhà. Dạ. Vậy câu hỏi cuối là cách nào mình chúng ta phòng ngừa được bệnh AFib bác sĩ? Dạ. Trung tâm nhĩ. Dạ. Để thường chị Hương Thơ, khi mà chúng ta có những bệnh nền như là cao máu, cao mỡ, tiểu đường, đó là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch và rung tâm nhĩ. Bởi vậy khi mà chúng ta có những bệnh nền, chúng ta phải control những bệnh nền rất là tốt. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta quá cân, chúng ta béo phì, thì cố gắng giảm cân xuống quý vị. Khi mà chúng ta giảm cân xuống đó, cân nặng chúng ta giảm xuống, thì cái nguy cơ AFib sẽ giảm xuống theo quý vị. Và đôi khi những bác lớn tuổi đó, chúng ta không cần tập thể dục gì nặng nề đâu quý vị. Chúng ta chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng từ 45 phút trở lên mỗi ngày, đó là tốt cho tim của quý vị và làm quý vị sống lâu. Và ăn uống quý vị, ăn nhiều rau, nhiều cá, ít cơm, ít thịt. Phải kiểm soát ba cao của mình không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ Đan Lê rất nhiều. Hôm nay bác sĩ giải thích rất là chậm rãi, rõ ràng và dễ hiểu. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và mọi thắc mắc xin quý vị hay là muốn chọn bác sĩ Đan Lê làm bác sĩ tim mạch, take care trái tim của quý vị, xin gọi số 714-714-0075, 714-714-0075, và văn phòng rất là gần khu Bosa, nằm trên đường Bosa, góc đường Bouchard. Hương Thơ xin hẹn bác sĩ Đan Lê cũng như quý vị vào lần sau. Em cảm ơn chị Hương Thơ. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin hẹn quý vị vào lần tới.